Vĩ Dạ sẽ review đầy đủ và trả lời thắc mắc của tất cả mọi người về gây định bụng ở trong cái clip này nha. Đầu tiên có lẽ Dạ sẽ chia sẻ lại về cơ chế hoạt động của gây định bụng, bởi vì hiện tại có rất là nhiều nguồn thông tin khiến cho chị em phụ nữ thần thánh hóa công nghệ của gen. Có chị em thì lại đánh giá quá thấp sức mạnh của gen định bụng. Thực ra thì từ thời mẹ mình đã có gen định bụng rồi, nhưng mà có lẽ chưa được mềm mại như thời nay thôi. Chỉ là mình dùng một chiếc đai ôm chặt vào cái phần bụng, nó sẽ ép phần mỡ lại, và ngay lập tức mình có thể nhìn thấy cái vùng bụng mình trông nó eo ót hẳn ra. Phần eo cũng rõ hơn, và nó làm đường cong hiện rất rõ từ chân ngực cho đến hông. Một lợi ích nữa của gen định bụng đó là nó dùng cơ chế siết bụng trong khiến vòng hai của mình nhỏ dần đi, vì lúc này bụng không còn xồ xề mở nữa mà xuất hiện cơ. Chị em dùng cái này á thì mình đem đi theo lúc tập sẽ rất là hiệu quả, vì bình thường thì mình tập bụng nó sẽ không có thẳng lưng vì vùng lưng rất là dễ bị đau và gù. Nhưng bây giờ thì cái gen của Nhật này kiểu như là nẹp mình vào cái tư thế chuẩn, tập rất là sướng, rất nhẹ và hiệu quả thì lại cao hơn. Nên về lâu về dài thì bụng sẽ nhỏ và eo sẽ thon, lưng thì lúc nào cũng thẳng hơn. Đó, Dạ có thể đảm bảo cho tất cả các chị em là gây định bụng không xấu và không có nhiều những tác hại như là những người khác đồn thổi đâu. Chỉ là do mình không biết cách dùng và không biết cách lựa chọn sản phẩm một cách tốt nhất thôi. Dạ không thể nào đeo đi diễn được, thì Dạ vô tình tìm được em này. Đây là gen định hình Nova sản xuất theo dây chuyền của Nhật. Gen này có thể dùng hàng ngày, mang theo đi tập nè, và dùng ngồi văn phòng, dùng cho người mới sinh con cũng rất là an toàn. Dạ nghĩ là ai muốn mua gen định bụng á thì hãy liên hệ đến Nova để được tư vấn tốt hơn. Gen Nova này á làm có 4 cái nẹp xung quanh. Dạ nghĩ số lượng này là vừa đủ. Nó đủ để giữ cái phần lưng của mình thẳng và nó siết được cái bụng mà không quá nhiều để mình bị bí hoặc cảm giác bị cứng người. Thì em có thể vô tư tập yoga, là tập gym khi mà gen có 4 cái thanh nẹp như vậy. Một điều nữa đó là code giảm giá 50% và code mua 2 tặng 1. Chị em cứ dùng code Lâm Vĩ Dạ là sẽ được khuyến mãi nha. Chúc cho chị em luôn xinh đẹp và có được một vóc dáng khỏe mạnh.